Ngày 17 tháng 4, Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ vụ nghi án chồng sát hại vợ rồi tự sát trên địa bàn. Trước đó, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, người dân sinh sống ở khu vực đường Tiền Lân 11, ấp Bà Điểm, huyện Hóc Môn nghe tiếng hô hoán ở dãy nhà trọ nên chạy qua kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ bị thương ở cổ, mất nhiều máu nên đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Sau đó, một người đàn ông nằm trên gác phòng trọ này cũng được phát hiện bị vết thương ở cổ và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Người thân của nạn nhân cho biết hai người này là vợ chồng, có hai con chung nhưng đã sống ly thân. Hiện, Công an huyện Hóc Môn đang điều tra nguyên nhân vụ việc.